Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về một lô đồ gốm Nam Bộ xưa nha, với đồ đồng, với tranh, dồi để giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây lô này thì có giá là rất là đặc biệt luôn cho cô chú anh chị mình luôn nha. Tại vì nhiều khi em mua nguyên một cái lô cái đầu còn cù một hai món đó, rồi hôm nay em sổ giá sale cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây. Tại vì mấy cái kia thì em đã bán hết rồi, giờ còn lại cù một lô thì cũng cù là một món hai món, em gom lại em sổ giá sale cho cô chú anh chị mình nha. Đây là mã số 1B đầu tiên, đó chính là một chục cái 2, 4, 6, 7 cái chén, 7 cái ly, 7 cái tách trà nha. Đó, đây, cái này là gốm châu Âu, đó, nhưng mà em không biết xứ xứ là nơi nào. Đó, có gì cô chú anh chị mình biết thì cũng mời nói giùm em nha. Miệng ly là một tấc mốt, chiều cao của nó luôn là 4 phân. Đó, đây, còn bình đây, bình nó là một tấc 8, bề ngang nha, cao lên cũng là một tấc. Đó, hàng nguyên si lành tích 99%, 7 cái ly, một cái bình, 8 cái dĩa. Đó, rất là đẹp của cô chú anh chị mình ha. Đó, đây, cô chú anh chị mình xem em một vòng nha, đồ nguyên si lành tích nha. Đó, tuổi đời thì em bao cho cô chú anh chị mình cái tầm 4-50 năm trở lên, không có dưới, không dưới 4-50 năm nha. Bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc nha. Đó, 2 triệu em bao phí ship toàn quốc mà em bao luôn cho cô chú anh chị mình là đồ nguyên si là lặng nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 2A, 2B, đó chính là một chục cái muỗng con rồng nha. Hàng này hàng Nhật xưa. Đó, đồ này là chuẩn đồ Nhật nha, tuổi đời trên 80 năm. Đó, cái nào nó cũng bị mẻ mẻ tí xíu nha cô chú anh chị mình nha. Nói chung là 10 cái này là cái nào cũng bị mẻ tí xíu hết. Nhưng mà đồ này là em bao chuẩn xưa. Đó, mã số là 2B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Một chục cái. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 3B. Đó chính là một cái đèn dầu Pháp xưa, chiều cao lên là 5 tấc 8, đường kính bầu 1 tấc 3. Mã số 3B. Chân Nga Timon khúc đá cẩm thạch bầu màu xanh lam rất là đẹp, màu vàng nhợt rất là đẹp luôn nha. Tim ống khói đầy đủ, đó, dặn lên dặn xuống bình thường, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, đây, đó, đây, họng đồ còn nguyên si lành tích, họng bằng đồng đàng hoàng rất là đẹp nha. Đó, bầu này thì nó có tì vết tí xíu chỗ này, đó, nó có bị hơi nứt tí xíu chỗ này nè, có một phân thôi, nhưng mà em bao cho cô chú chị mình đổ dầu vô là không bao giờ mà chảy ra nha. Đó là em bao cho cô chú chị mình luôn. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 2 triệu 200 ngàn bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, đó, đây, một chục cái dĩa con gà. Mã số 4B. Đó, tình trạng thì này là em còn có một chục cái này là cuối cùng nha. Đường kính dĩa là 2 tấc. Đó, hổm gà cũng 4-50 dĩa rồi, em đã bán hết rồi. Chục này là còn chục cuối cùng. Đó, đây, hoa văn bông đào rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha, vẽ rất là đẹp. Đó, một chục cái. Đây, cô chú chị mình xem giùm em. Có giá là 500 ngàn, em bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, cũng có một cái nó mẻ mẻ nhăm nhăm gì nha cô chú chị mình ha. Đó, chục cái có giá 500 ngàn, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Đây, em có một cặp voi. Đó, một cặp voi 5B, chiều cao 1 tấc 6, chiều dài 1 tấc 6. Đây, voi gạt tàn thuốc, đường kính miệng 7 phân. Cô chú anh chị mình xem giùm em, hàng lành tích 99%. Đó, đó, mã số 5B. Đó, voi biên hòa xưa, tuổi đời trên 30 năm. Rất là đẹp. Đó, mình vừa chưng trong nhà được mà vừa gạt tàn thuốc cũng vẫn được luôn nha. Nổi da quy lên là khỏi chê chỗ nào nha cô chú anh chị mình ha. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, một cặp có giá 700 ngàn bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Một cặp chân đèn
Đó, cô chú chị mình nhà mình có thiếu chân đèn bộ lư thì cứ liên hệ với em nha. Chiều cao 3,5 tấc, mâm trên chân đèn 2,5 tấc. Đó, đế dưới của nó luôn là 1,6 tấc. Đó, chân đèn này là chân đèn xưa nha cô chú chị mình nha. Tuổi đời em bao trên 50 năm nha. Em cần thử một cái đấy coi. Đó, đây, cái này là trọng lượng nặng 1,8 kg. Còn cái này thì trọng lượng nặng 1,4 kg. Đó, đây, cô chú chị mình xem giùm em nha. Hàng sạch sẽ, rất là đẹp luôn. Đó, đây. Đó, cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, một cặp nha. Đây, có giá là 1.200.000 bao ship toàn quốc, em bao đồ tuổi đời trên 30 năm. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Em còn một cây đờn Rita. Đó, tuổi đời thì nó nằm trong này. Của chú anh chị mình cứ sạch theo logo mình sẽ biết rồi nha. Này là thùng cây, đồ này là chuẩn xưa. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp, còn liền lạc luôn nha. Đó, của chú chị mình xem giùm em. Đó, đây. Đó, vẫn xài tốt bình thường, đờn Rita. Đó, đây, trên đầu của nó thì nó bị chày chỗ này nha, của chú chị mình xem giùm em. Đó, đây, có gì em hỗ trợ chụp hình thêm cho cô chú chị mình luôn. Cái đờn này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.800.000 bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. 1.800.000 mã số 7B. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 8B là một cái quay bò. Đó, đây gông nhện. Hàng này của Đức xưa nha. Đó, cô chú chị mình xem cục máy giùm em nha. Đó, chiến rồi em bán đi rồi nhưng mà tại vì là do dùng dịch. À, rồi không có giao được, bưu điện nó mới trả lại về cho em. Đó, em cũng phải hoàn trả tiền cọc lại cho cô chú anh chị mình nha. Đó, bây giờ thì em lấy em giao lưu lại. Chiều dài là 56, chiều cao lên là 3 tấc. Đó, mặt đồng hồ không là 1,9 tấc. Đây, mặt đồng hồ này là mặt đồng hồ thao nha. Cái này nó chạm nha, chạm thao luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, về em phải chùi dầu lại sạch sẽ cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, có gì thì cô chú anh chị mình có lấy thì chúng em sẽ mời chụp hình thêm để báo âm thanh chất lượng cho cô chú anh chị mình nha. Thùng thì còn nguyên si lành tích 99%. Đó, đây, đồng hồ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 4 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. 4 triệu quay bò mã số 8B bao phí ship toàn quốc. Đây, em còn 3 cái ché nha. Đó, đó, đây, lăn đuổi phụng, đó, lăn đuổi hạt rất là đẹp. Chiều cao 66, đường kính miệng 2,1 tấc, bụng ché là 117. Đó, ché này gốm cây mai rất là đẹp. Tình trạng chỗ này là gãy một quai. Đó, còn xung quanh mấy cái quai này là đồ nguyên si. Thứ nhất, thứ hai là đường trên đây nó có cái đường rạn dưới đây, nó có đường nứt nha, nhưng mà chúng em đã tái chế lại rồi, keo sạch sẽ, vệ sinh là ok. Còn nguyên cái thân bên đây là lành tích hết trơn luôn nha. Còn đế dưới này thì có là làm lại cái đế dưới nha. Chiều cao lên khoảng cỡ 2 phân là nguyên cái đế dưới luôn. Đó, về của chú chị mình có thể trưng đề co rất là đẹp. Đồ cây mai nha. Đó, em bao tuổi đời trên 90 năm. Đó, rất là đẹp luôn nha. Màu trắng nha, trắng sữa. Đó, mã số 9B em giao lưu với cô chú chị mình luôn. 3,5 triệu bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. 3,5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Em chỉ còn mấy cái nữa thôi là cũng đã hết rồi nha. Mã số 10B, tình trạng miệng thì lành tích. Đó, đây, gãy và tái chế lại một quai, hai quai, đó, ba quai, tái chế lại ba quai, còn bao nhiêu đều lành tích hết trơn nha. Đó, còn bên đây là có cái đường hơi nứt nhẹ xuống đây, em đã tái chế lại rồi luôn rồi. Đó, bao đẹp cho quý chị mình luôn. Đó, đây, khúc dưới này, đế dưới là cũng phải làm lại nha. Đó, có sao là em nói như vậy. Lên này lên khoảng 5 phân, có làm lại hết trơn nguyên cái đế dưới này luôn. Đó, đây, cũng có giá là 3,5 triệu luôn. Chiều cao là cũng là 66 luôn nha. Đó, chiều cao là 66, đường kính miệng của nó luôn á cũng là 2,1 tấc,
bụng của nó luôn là 117, cũng có giá là 3,5 triệu, em bao ship toàn quốc cho tiết kiệm mình luôn đó. Đây tới cái mã số 11B đây, cái này thì lành tích 99% đó, từ trên xuống dưới đều lành lặn luôn đó. Men này có thể về của chú chị mình lấy giấy nhám sạc nhẹ ra cái thôi, nó sáng hới rất là đẹp, nhưng mà tại vì em mua sao bán gì để yên nguyên như vậy, tùy theo sở thích của cô chú mình sưu tầm nha. Từ trên miệng xuống tới dưới đế luôn, nó chỉ lỗi cái đế là có làm lại thôi, làm lại nguyên cái đế thôi, nó làm lại một góc tư thôi, hơn 1/3, còn phía bên đây là không có làm lại nè đó. Cô chú chị mình xem giùm em, nó chỉ làm lại phía bên này thôi đó, nhiêu đây thôi, xuống đây khoảng cả 3 phân. Còn tất cả là đều lành tích hết trơn luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng 3,5 triệu luôn, bao ship toàn quốc luôn nha. Chiều cao 58 đó. Đó, đường kính miệng 2 tấc, bụng của nó là 90. Đó. 3,5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đây, còn một cái bình mã số 12B, còn một cái. Đó, tàu xưa. Chiều cao lên là 60. Đường kính miệng 2 tấc, bụng bình là 90. Đó, hàng tàu xưa. Vẽ rất là đẹp luôn nha quý vị mình ha, nền màu vàng. Bông hoa chim chóc rồi là vẽ rất là đẹp. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đây, đế dưới đây. Đó, cô chú chị mình xem cái đế dưới giùm em nha. Đó. Đây, cái này em cũng giao lưu với cô chú chị mình luôn, cũng có giá là 1,700,000 bao ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Đây, tới em có một cái bình mã số 13B. Đó. Cái này là nam bộ xưa, hàng lái thiêu. Tuổi đời em bao trên 70 năm, chiều cao 46, đường kính miệng 2 tấc. Cổ bình là 32, bụng bình là 73. Rất là đẹp. Đó, cô chú chị mình xem giùm em mã số 13B. Đó, đây. Miệng này thì tái chế nguyên cái luôn nha, nguyên cái miệng, từ trên miệng xuống đây khoảng cỡ 4 phân. Đó, nó có đường tóc gió nhẹ chỗ này, nhưng mà không sao hết, nó tới đây là nó đã hết rồi. Còn nguyên cái bức tranh sơn thủy này là còn nguyên si là lặn luôn nha. Đó, cô chú chị mình chân đề co cũng rất là đẹp luôn. Còn một cái duy nhất em thu hồi lấy vốn lại luôn, có giá là 1,300,000 bao ship toàn quốc luôn nha. 1,3 triệu, mã số 13B. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, là số Zalo và Facebook. Đây, tới em có một cặp bình mã số 14B. Đó, một cái bên đây là Mai Lan Cúc Trúc, cái bên đây là Sông Long Gồng Phun Nước nha. Chú chị mình trưng đề co cũng rất là đẹp. Chiều cao 3 tấc 8 một cái nha. Cái này thì 4 tấc. Đó, đường kính miệng thì bằng nhau, 1 tấc 4. Đó, đây. Tình trạng của nó thì cái bên đây thì nó hơi tóc gió nhẹ chỗ này. Đó, tóc gió nhẹ chỗ này chút xíu, có gì mà hỗ trợ chụp hình thêm cho chú chị mình nha. Đó. Còn cái bên đây thì cái miệng nó sẽ có làm lại nha. Đó, đây cái miệng có làm lại đây. Đó. Cặp này còn cái đế là nguyên si nha. Gốm Biên Hòa, tuổi đời trên 40 năm. Cặp này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 800,000 bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha, 800 bao phí ship luôn. Số điện thoại của em là 0939 đó 806464. Đó, 0939 806464. Đây, còn em còn một cặp voi. Đó, yếm gồng giả cổ rất đẹp luôn. Yếm gồng giả cổ mã số 15B. Chiều cao 58, chiều dài 55. Mặt đôn là 2,5 tấc. Chiều dài mặt đôn là 3,4 tấc. Đó, rất là đẹp luôn nha quý anh chị mình ha. Hàng nguyên si lành tích 99%, trọng lượng nặng 19 kg một con. Đó, còn một cặp duy nhất để giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây giả cổ. Đó, hàng này là hàng giả cổ nha quý anh chị mình ha. Để dưới đây cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó. Đây, rất là đẹp. Con liên lạc lành lặn luôn nha. Cặp này hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, có giá là 5,5 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Ở 4,5 triệu chứ, 4,5 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị mà luôn, em xin lỗi nha. 4,5 triệu
cặp voi 4,5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Ship tới em chưa? À. Đây, tới em có cặp Tùng Lộc nha. Hôm qua thì cảm ơn cô chú chị mình đã ủng hộ giùm em đã cặp Tùng Lộc ngày hôm qua. Đó, và cặp mờ sư tử. Hôm nay em còn một cặp này của ông cậu ổng đưa lại nha, để giao lưu với cô chú anh chị mình. Ừ, để lên cân luôn đi. Đó, để cho đứng ra ngay ngắn nha. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Cặp Tùng Lộc rất là đẹp luôn. Màu này thì nó thần thái hơn hôm qua nha. Đó, màu này là còn nguyên si. Chiều cao là 89. Đó, chiều cao 89. Từ cái sừng nai bên đây qua cái sừng hưu, từ sừng hưu bên đây qua sừng hưu bên đây á là 30. Chiều dài của nó luôn là 49. Đó, đây. Bụng của Tùng Lộc á là 43, rất là đẹp luôn nha. Chất liệu là bằng đồng. Đó. Đây, trọng lượng nặng là 9 kg. Đó. Rất là đẹp. Đây, của chúng chị mình xem giùm em nha. Tùng Lộc. Đó. Thần thái là màu đồng nhìn rất là đẹp. Đó, cái này đánh bóng lên một cái là nó như bộ lưu đồng mình duyên của chúng chị mình ha. Nhưng mà cái này là nước bụi thời gian của nó rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị mình nếu mà không có nhu cầu đánh bóng thì thôi cứ để như gì mà mình xài một thời gian nữa đi. Chứ đánh bóng lên thì nó rất là dễ. Đó. Đây, Tùng Lộc thì tượng trưng cho giàu sang phú quý nha. Đó, đa mưu túc trí là của mà Khương Tử Nha mà cởi nha cô chú anh chị mình ha. Rất là đẹp. Hoa văn họa tiết rất là đẹp luôn nha, Tùng Lộc. Đây, một cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 19 triệu một cặp nha. Đó, mua lẻ em cũng vẫn bán, còn mua cặp thì là 19 triệu một cặp, bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số kế của em là 0898 997764, cũng là số Zalo và Facebook. Mã số 17B, đó chính là đồng tử Du Sưng. Đó, một cái tích đồng tử Du Sưng nha. Đó, coi chú chị mình xem giùm em. Chiều cao lên là 1m2, bề ngang một tấm của nó luôn là 3 tấc 7, 4 tấm nhập lại là 1m5. Đó, em còn một bức duy nhất đồng tử Du Sưng để giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, còn một bức duy nhất. Đó, mã số 17B. Đó, còn một bức duy nhất em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 5,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn nha. Tại vì còn có một bức thôi. Đó, cô chú anh chị mình xem mặt sau giùm. Đó, chiều cao lên là 1m2, bề ngang của nó luôn á là 1m5, 4 tấm nhập lại. Đó, rất là đẹp.